chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Linh bày kế hoạch cho bà Ngọc bán sạch tài sản của Uyên Thi. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình Yêu Bất Tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Hay tin gia đình ông Minh gặp nạn, ông Minh phải sống cảnh thực vật, bà Ngọc đổ bệnh nằm liệt giường. Lâm thì như cái xác không hồn. Sơn vội vã gác lại công việc ngoài Hà Nội trở về. Khi về đến nơi, anh xót xa khi chỉ trong thời gian ngắn, Trần gia đang yên bình hạnh phúc bỗng trở nên tan tác. Anh hiểu giờ chỉ có Lâm mới có đủ khả năng, đủ bản lĩnh để vực dậy Trần gia cũng như cán đáng tập đoàn Đại Dương. Với tư cách anh họ, Sơn không ngần ngại tận cho Lâm một trận nhớ đời, dốc bầu tâm sự cùng Lâm. Sau nhiều ngày cảm thấy vô cùng đau buồn vì sự ra đi của Uyên Thi, thì Lâm đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Anh không còn thả mình vào những cuộc chơi vô bổ, hay nằm giam mình trong căn phòng lạnh lẽo. Một phần là do có Sơn trở về, và đã la mắng động viên anh phải đứng lên mạnh mẽ, vì gia đình bây giờ chỉ còn có anh có thể vực dậy được. Ông Minh bị tai nạn khá nặng dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng vẫn như người sống thực vật không còn biết gì cả. Còn bà Ngọc vì quá đau buồn bởi bệnh tình của ông Minh cũng phải nằm liệt giường. Khi thấy con trai đã trở lại bình thường, và mạnh mẽ đứng lên, người vui nhất chính là bà Ngọc. Bà nói rằng bà không hề giận anh tí nào, và mong anh hãy thay ông Minh chèo lái công ty. Khó khăn lớn nhất hiện tại là mọi người không còn lòng tin công ty sẽ được vực dậy, nhất là khi ông Minh đã trở thành người thực vật. Lâm ban đầu thử lòng mọi người bằng cách tuyên bố bán hết cổ phiếu, gần như giải thể công ty để xem phản ứng của các đối thủ và cổ đông như thế nào. Điều này làm cho Thảo ngỡ ngàng, cô thậm chí còn giận anh hai và kể hết mọi chuyện cho bà Hằng nghe. Sau đó, Thảo mới vỡ lẽ ra, đây chỉ là kế hoạch của Linh và Lâm mà thôi. Thế nhưng con người lắm thủ đoạn như Linh không dễ dàng bỏ qua chuyện gì. Cô biết rằng đây là giai đoạn vô cùng khó khăn và có một cách để công ty lấy được thêm nhiều tiền. Điều này vừa có lợi cho công ty và vừa có lợi cho cả chính bản thân cô. Trước đây khi Uyên Thi còn sống, cô đã được chia một khối tài sản do là con dâu của tập đoàn. Thế nhưng Linh bảo rằng, trong lúc công ty đang nguy khó và Uyên Thi cũng như mẹ cô ta đã mất rồi, thì đây là chuyện cần phải làm, đó chính là dùng khối tài sản này để có vốn cho công ty. Linh tỏ vẻ thương xót và lo cho Lâm, vì phải vực dậy Đại Dương, hiện tại Lâm đầu tắt mặt tối, mong bà Ngọc và Thảo chấp nhận ý kiến của cô. Cô bảo với bà Ngọc và Thảo rằng việc dùng tài sản của Uyên Thi là cách duy nhất để có thể cứu vãn Đại Dương trong tình thế nguy cấp này. Bên cạnh đó, để tăng sự ảnh hưởng và có thể nắm được phần lớn các hoạt động của công ty, cũng như có thêm một cánh tay đắc lực, Linh đang tìm cách dụ dỗ Sơn về công ty làm cho mình. Cô biết Sơn yêu say đắm mình, nên đã nũng nịu nhờ Sơn trở về giúp đỡ cho công ty. Thực chất, cô biết rõ năng lực của Sơn. Nếu có Sơn ở bên cạnh giúp đỡ thì Linh luôn tự tin sẽ chiếm được cổ phần, cũng như sức ảnh hưởng trong công ty. Sau này nếu có bất cứ sự nghi ngờ hay điều gì từ cổ đông, thì cũng có Sơn gánh đỡ giúp cô ta. Có thể nói, khi muốn Sơn trở về làm cho Đại Dương, chính là Linh muốn tăng sức mạnh của mình lên. Không một mục tiêu nào khác, đó là chiếm hết tài sản của Đại Dương. Khi đó nếu cô có bị gia đình Lâm đẩy ra ngoài đường, thì cô cũng có một số tiền lớn để khao chạy xa bay. Sơn sẽ là nước cờ thí mà cô có thể sử dụng, dựa vào nhan sắc cũng như sự quyến rũ của mình. Liệu rằng kế hoạch bán hết tài sản của Uyên Thi để bảo vệ công ty có thành công? Sơn có chấp nhận nghe lời Linh để về lại Đại Dương làm việc? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha! Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.